Em chào cả nhà, chào toàn thể cô chú anh chị em yêu Lan. Vẫn 7 rưỡi đây rồi nhá cả nhà nhá. Bác cô chú mọi người mà bác nào mà có điện thoại thì bật điện thoại này, có tivi bật tivi, có máy tính thì bật máy tính, 7 rưỡi vào để ủng hộ em về món Lan rừng Lai Châu nhá cả nhà nhá. Rất mong là cô chú mọi người nhớ khung giờ và mọi người trước khi mọi người xem thì mọi người bấm cho em một nút like. Và quan trọng nhất, bao giờ cũng là cái cơ gọi là cái bước bước đầu, gọi là cái phút đầu tiên mới là phút quan trọng. Mọi người nhớ là để ý em để em giới thiệu những cái sản phẩm này cho mọi người. Tại vì nó là gọi là gia truyền của người dao đỏ mà dùng cực kỳ là tốt, ông bà bố mẹ nghe thật kỹ nhá. Ai mà hay đau nhức xương khớp, mỏi mệt hoặc là thể dục thể thao về cơ thể nó đau nhức ở bên trong thì mọi người xoa ngay cho em cái này, có 100.000 thôi, mua về để ở nhà ấy. Mua về để ở nhà. Mọi người cô chú mọi người nha, em thề mọi người là rất là chuẩn. Không phải tại sao lại giới thiệu được? Tại vì bản thân là em đã dùng rồi này. Toàn bộ gia đình em dùng rồi này. Cái thứ hai là nhiều khách mua bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay cứ mua những cái sản phẩm này rồi. Đâm ra là người ta khách hàng gọi phản hồi lại cực kỳ là tốt. Em thề mọi người 100.000 một chai nhá. Cao xoa bóp. Còn thuốc sâu răng vẫn vậy, hai cái thằng này rất là tác dụng. Nó toàn bộ mọi người nhá. Nó là toàn bộ bằng cây củ quả lá rất là hay, cũng 100.000 một chai. Còn tinh dầu xả là 450.000, nguyên chất, chỉ cần 2-3 giọt thì mọi người cảm nhận được là nó hàng chất lượng như thế nào. Đặc trị dạ dày, cái này thì nó là tuyệt vời rồi. Về mọi người có thể về với mật ong mọi người uống, hoặc là uống trực tiếp. Bác nào thử dạ dày thì mọi người thử uống loại này, đặc trị dạ dày nhé. Là 300.000 một cái gói như thế này. Một liệu trình mọi người uống tầm 3 gói nhé cả nhà nhé. Còn cái vấn đề mà phổ thông, chè thì vẫn là quê Lai Châu em. Chè đội 2 Lai Châu 160.000 một cân. Bây giờ giá nó đang lên, em nhập vào lên, nhưng mà nó thật sự là chè này bán giao lưu mọi người không có lãi nha cả nhà nha, 160.000 một cân. Nhưng mà phải cam kết mọi người là uống nó còn ngon gấp vạn lần so với chè 300-400.000 dưới xuôi. Kỳ tử đỏ là 170.000 kỳ tử đỏ là 5 cái gói này, 5 lạng là 200.000 cả nhà nhá. Còn cô chú mà bác nào mà ai cũng gọi là đến cái tuổi gọi là qua cái tuổi sung sức thì mọi người mua rocket 1 giờ mọi người về ngâm 15 lít rượu thì nói thật ra là cái này đây. Tất cả các thành phần ở trong này thì nó ghi rõ rồi. Nó toàn là những cái lá của cây trong rừng, nấm ngọc cẩu, muốn từng đằng sâm để đấy, mọi người hay mua những cái loại nó từng một loại về mọi người ngâm đấy. Nhưng mà đấy nó kết hợp thành một cái bài thuốc nhá cả nhà nhá. Rocket 1 giờ là 300.000 một cái gói như thế này cả nhà nhá. Còn mọi người lưu ý một tí này. Còn riêng cái sản phẩm này, nó là mật ong rừng ngâm với hoa đu đủ đực. Ai chưa uống, ai chưa tìm hiểu thì mọi người xem được cái video này, xem được cái đoạn này thì mọi người cố gắng tìm hiểu và sử dụng ngay như cả nhà nhá. Tất cả các cô chú mà mọi người mà có, nhất là các ông bà bố mẹ đang có tuổi, bây giờ cái tầm tuổi này là bắt đầu là cơ thể nó phát sinh ra nhiều cái bệnh tật thì mọi người uống cho em này. Đặc thằng này nó thật sự là nó tiêu u, nó gây ức chế các tế bào gây bệnh cho cơ thể, nên liên quan đường ruột, thực sự là rất là tốt. Khuyên chân tình và thật sự mọi người về, nếu mà bác nào mà có cây đu đủ đực ở nhà ấy, mà có hoa nhé, mọi người nghe rõ nhé. Ở dưới xuôi mọi người nhiều khi ông bà bố mẹ không biết có cây đu đủ cục đực mà có hoa ấy, thì mọi người đừng bỏ đi nhé. Nhiều người là cứ chặt bỏ đi không có quả ấy. Lấy cái hoa này uống là rất tốt, phòng chống điều trị bệnh ung thư cực kỳ là tốt nhé cả nhà nhé. Một buổi sáng chỉ làm cho em một cốc nước ấm pha với thằng này rất là tuyệt vời. Nói khó khăn nhưng mà có 600.000 một cái hũ như thế này thì ai cũng có thể mua được. Hãy bảo vệ chính mình cả nhà nhá. Ngay bản thân em đang dùng thì em mới dám nói như thế nhá cả nhà nhá. Rồi, em mời mọi người qua đến dòng Lan rừng nhá. Hoàng Thảo Trần Tuấn, mọi người dùng máy mọi người search luôn cho em Hoàng Thảo Trần Tuấn nhá. Mới chỉ phát hiện ra cách đây tầm hơn chục năm thôi cả nhà, hơn chục năm. Nó phát hiện ra là năm 2003 thì
thì bắt đầu được công nhận đó là dòng Hoàng Thảo của Trần Tuấn nhá. Và 2021 thì bắt đầu là phát hiện ra, còn 2003 mới được công nhận là nó thuộc dòng Lan Hoàng Thảo Trần Tuấn nhá cả nhà, mới phát hiện cực kỳ là quý nhá cả nhà nhá. Và cái này Hoàng Thảo Trần Tuấn thì nó phân bố chủ yếu ở trên Lai Châu, lên Lai Châu và Sơn La cả nhà nhé, còn các nơi khác không có đâu cả nhà nhá. Hoàng Thảo Trần Tuấn hình số 42 300.000, hình số 42 300.000. Cái loại này thì bây giờ nó quá đắt đỏ, tại vì nó rất là ít như cả nhà nhá. Hoàng Thảo Trần Tuấn, tí em mời mọi người ngắm mặt bông, và duy nhất like của em mới có Hoàng Thảo Trần Tuấn thôi cả nhà nhá. Hình số 43 Hoàng Thảo Trần Tuấn 300.000, hình số 43 Hoàng Thảo Trần Tuấn 300.000 như cả nhà nhá. Dễ thì đang ngon lành, cành đào em ủ rêu ngon lành hết rồi. Tiếp tục Hoàng Thảo Trần Tuấn hình số 50 300.000, hình số 50 300.000, em mời mọi người ngắm mặt bông Hoàng Thảo Trần Tuấn nhá. Mặt bông thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó bằng ngón tay cái chân cái thôi, nhưng mà nó rất là độc đáo và rất là lạ, rất là đẹp nhé cả nhà nhá. Hoàng Thảo Trần Tuấn đây nhá cả nhà nhá. Tiếp tục Quế Tím, Quế Tím hình số 44 105.000, hình số 44 105.000. Nguyên cái chậu lục giác, cái móc của em không quá xứng đáng để mua cái một cái giò như thế này là 150 cả nhà nhá, 150.000 Quế Tím. Ngô đồng Lai Châu, Ngô đồng Lai Châu nguyên cái dề này là 100.000 cả nhà nhá. Ngô đồng hình số 45 100.000, dề ngô lại 100.000, lại 100.000, hình số 19 100.000, gồm có hai giò, một là Văn Đào Uyên Ương nguyên nhá, hai là năm cánh trắng nghi ngọc 100.000, hình số 45 100.000. Đấy, đến với em là rất là hay, cô chú mọi người nhớ nhá, like cho em ba mèo nụ và hải cốc si, một hai hai mèo đâu, hai mèo và ba mèo nụ như thế này cả nhà nhá. Đấy, 100.000 hình số 400.000 cả nhà nhá. Đấy, rất là vui, loại gì cũng có, loại rẻ cũng có, đắt có, tất cả đều có hết cả nhà nhá. 150.000 hình số 11 Hoàng Thảo Kim Thoa, cô chú nhá mọi người nhá, dân thuần tuyệt vời. Đấy, rất là hay, xứng đáng để mua, dân thuần lâu năm, hình số 23 hạ 180.000 Hoàng Thảo Môi Tua, lâu năm dân thuần tuyệt vời, 100% thân tơ nhé cả nhà nhá. Đấy, về đây vẫn còn dây rút của dân người ta đấy, đây 100% thân tơ, hình 180.000 hình số 24, hình số 24 180.000 Hoàng Thảo Môi Tua cả nhà nhá. Đẹp, những cái giò này mọi người mua cho em không sợ chết, toàn những cái đồ gọi là kiểu nuôi như là gà leo núi ấy, rất là khỏe cả nhà nhá, rất là tuyệt vời, 100% thân tơ, 180.000 hình số 25 Hoàng Thảo Môi Tua cả nhà nhá. Đấy, Hoàng Thảo Môi Tua vẫn là tự tin để giới thiệu mọi người, vẫn là tự tin để nói mọi người là nên mua những cái giò của người dân, và càng lâu năm càng thuần, càng lâu năm càng mọi người phải tận dụng nhá. Thời điểm này mua tốt hơn nữa là nguyên bản năm cánh trắng nghi ngọc hình số 22 200.000 nguyên dề cả nhà cô chú nhá. Đấy, nói chung làm sao mọi người, kể cả mọi người không mua nhưng mọi người vào xem video thấy hưởng ứng và thấy thích cái video, cảm nhận thấy thích, nhiều cô chú vẫn gọi nói chuyện, bảo là nhiều khi chỉ đặt cái điện thoại bên cạnh để nghe là ông ấy giới thiệu lan này, ông nói chuyện về lan ngủ lại rất là ngon cả nhà nhá. Kiều vàng Lai Châu hình số 18 hình số 10 180.000, hình số 10 180.000 mua không cần nghĩ nhá cả nhà nhá. Kiều vàng Lai Châu, bạch ngọc duy nhất một chậu, loại này thì cũng lại cực kỳ là hiếm cô chú nhá. Thiếu đâu, bạch ngọc, kiếm bạch ngọc Lai Châu hình số 7 200.000, hình số 7 200.000, hình số 7 200.000, em mời mọi người ngắm cái mặt bông, tại sao nó hiếm như thế này,
nó đẹp như này, nó giao cho hoa lại đúng vào cái thời điểm là ít lăn rừng cho hoa nhé cả nhà nhá. Kiếm bạch ngọc đây, rất là tuyệt vời, mặt bông rất là đẹp nhé cả nhà nhá. Ấy sáng tuyệt vời, kiếm bạch ngọc nha cô chú nha. Mọi người nhớ cái mặt bông thằng này có duy nhất một chậu thôi. 150.000, hình số 13, hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, dần thuần, mua cả nhà nhá. Cho hoa đúng Tết Nguyên Đán. 180.000, hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, hình số 12. Rất là tuyệt vời, cho hoa đúng Tết, người dân thuần. 180.000, hình số 8, hoàng thảo u lồi, dần thuần, cho hoa đúng Tết nha cả nhà nhá. Dần thuần thì mọi người cứ cái gì em nói rõ luôn. Tại vì sao là tại sao cứ ông nó lúc nào cũng bảo dần thuần, tại vì nó thật ra là những cái dòng lan của người dân ấy, người ta đã vứt vạ vật ở ngoài trời mưa nắng gió, đâm ra là về mọi người dễ dàng chăm sóc hơn. Đấy, đâm ra em phải nói như thế. Nhưng mà phải nói chuẩn là cái nào của nhà vườn, còn cái nào của người dân và cái nào là nguyên bản thì em nói rất là rõ nha cả nhà nhá. 250.000, hình số 9, hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, dần thuần. Mọi người phải biết là nhìn các cái người ta dân, người ta trồng bỗ bã như thế nào thì nhìn cái giò lan thì mọi người biết luôn, chứ không thể nói dối được mọi người đâu, nói thật luôn. Rễ đẹp, ngon, bộ rễ đẹp nhá. Mà lại còn đang ngủ thế này cơ mà. Đấy, ngủ này cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu, hình số 20, 300.000. Hình số 20, 300.000, dân thuần. Dân thuần nhá, to vật vã nhá. Nói chung là mua 300.000 nhá cả nhà nhá. 100.000, 100.000, hình số 30, kim điệp xuân, 100.000. Đấy, mọi người về mọi người cứ thế mà mọi người treo thôi. 100.000, hình số 29, kim điệp xuân, 100.000. 100.000, đấy. Sơn Thủy Tiên Lai Châu, cái này thì lúc nào em vẫn bảo mọi người nên lấy có một giò. Cái loại này thì nó ra hoa quanh là ở vùng nào nó ra hoa, cái hai vứt ở chỗ nào nó cũng sống. Nhưng căn bản là nó sống như thế nào thôi, nhưng mà vứt ở chỗ nào nó cũng không chết được. Một loại lan dễ thuần nhất của dòng lan rừng đó là Sơn Thủy Tiên Lai Châu, hình số 27, 230.000, hình số 27, 230.000. Rất là đẹp nha cả nhà nhá. Một giống không quá tội rồi. Hình số 28, Sơn Thủy Tiên Lai Châu, cũng 230.000, 230.000. Mua cái loại này thì mọi người không sợ mất tiền nhá. Nói thật ra như thế, nên vừa làm kinh nghiệm để chơi lan, còn không sợ mất tiền, tại vì chả mà nói chung là 10 giò thì nó rủi ro mất một giò nó chết thôi, chẳng hạn như thế thôi. Nó rủi ro là rất là thấp. Hình số 26, Sơn Thủy Tiên Lai Châu, 230.000. Còn bác mọi người khuyên thật, mọi người tư vấn thật cô chú mọi người, đã chơi hạc vĩ thì phải chơi hàng rừng Lai Châu như cả nhà nhá. Rừng Lai Châu, hạc vĩ Lai Châu, hoa nó đậm sắc này, thân thủ nó to, lá nó dày, bản lá dày và thân nó rất là đẹp, nhìn như là phi điệp luôn ấy. Hình số 19, 180.000, hạc vĩ Lai Châu như cả nhà nhá. Đây, ví dụ như cái giò này rất là dân thuần, rất là nhìn rất là da gì. Một cái khúc dớn rất là nhỏ về mọi người có thể chế tác ra vào chậu hoặc nào, nhưng mà nó cho ra như thế này cơ mà. Nó cho ra cái dòng hạc vĩ lá mít mà thân lá to như thế này cơ mà. Đấy, hạc vĩ Lai Châu, hình số 21, hình số 21, 200.000, hình số 21, 200.000, hạc vĩ Lai Châu, dân thuần vào cái này. Về cho vào bằng giờ chậu cho em cũng được nhé. Dễ thì thôi rồi. Đấy. Cái này là phía dưới hay phía trên đây? Hình số 36, hạc vĩ Lai Châu, dần thuần, 200.000. Hình số 36, 200.000, dần thuần, hạc vĩ Lai Châu, tuyệt vời, ông mặt trời như cả nhà nhá. Ngô Lai Châu sắp đi. Ngô Đồng, 150.000, hình số 40, 150.000, xứng đáng cả nhà nhá, dần thuần, rất lâu. 2,
hai đuôi công. 350.000 hình số 5, hai đuôi công. Mua những cái giò này thì đừng có nói bảo 350.000, bình thường không mua được cái giá đấy đâu. Thời điểm này mọi người có thể mua được cả nhà nhá. 350.000, bình thường là tầm 500.000. Đây, nụ đây, vòi nụ đây cả nhà nhá. Vòi nụ đây, hai đuôi công. Tí em mời mọi người ngắm mặt bông chuẩn của nó luôn, tại giò luôn. Về tách cái chậu này được hàng chục giò. Hai đuôi công 350.000 hình số 6, hai đuôi công 350.000 hình số 6. Tuyệt vời, cũng đang có nụ à, chưa có nụ. Cái này là ra nụ muộn nhé cả nhà nhá, rất dày cây, rất ok. Đây, tại sao mọi người chơi phải chơi hài? Chơi hài nó như thế này cơ mà. Đấy. Như vậy mà hòa nó rất là độc, rất là lạ và rất là dị nhá. Và quan trọng hơn nữa có nghĩa là nó lại rất là đa dạng các mặt hàng hài. Mình đặt không gian thì rất là ít không gian thôi. Cái thứ ba nữa là mọi người ít phải chăm sóc. Đấy, ít phải chăm sóc nhé cả nhà nhé. Ở đâu nó ra hoa, vân nụ rất nhiều. Chơi hài rơi tầm đôi tháng nhé. Hai đuôi công, hình số 41, 320.000. Vân còn rất nhiều nụ đấy. Nhiều nụ đấy nhá. Hai công, hình số 1, 200.000. Hình số 1, 200.000, hai đuôi công cả nhà nhá. Hai đuôi công đấy, mặt hoa đấy, em báo rồi. Thế này còn bây giờ cái thằng này thì còn nguyên 100% là nụ. 1 2 3 4 hiện tại đang nhìn thấy 4 vòi nụ như thế này. Đây. Đấy, mọi người nhìn rõ nhá, 4 vòi nụ như thế nhá. Đấy, trồng ở chậu xi. Hai đuôi công, hình số 14, 220.000 á. 220.000. Nhờ mấy sao chứ? Hình số 14 xem lại xem nào. Xin lỗi mọi người, cái giò này hình số 14 là 300.000 nhé cả nhà nhé. Hình số 14 là 300.000 nhé. Hình số 14 300.000. Kiều tím duy nhất một giò. Hình số 2 600.000. Hình số 2 600.000 nhé. Những cái giò này thì tầm 600.000 bây giờ mọi người cũng mua được. Em khẳng định mọi người nhá. Kiều tím nhá cả nhà nhá. Hình số 6, hình số 2 600.000. Nhanh. Gà quê em, gà Lai Châu, hình số 16 300.000, hình số 16 300.000. Thân bằng ngón tay cái, mập ú nhá cả nhà nhá. U lôi, hình số 22 205.000, hình số 22 205.000, dần thuần cả nhà nhá. U lôi, một giò về làm quà cho ngày mùng 1 Tết nhé cả nhà nhá. Hình số 15 305.000, hình số 15 305.000, hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Siêu phẩm, siêu tuyệt vời, hạc vĩ Lai Châu của em. Hình số 31, hình số 31 280.000, hình số 31 280.000, hạc vĩ Lai Châu, dần thuần, không biết bao nhiêu lâu cả nhà nhá. Siêu VIP, gọi là siêu VIP. Hai cây phân nhánh năm vừa rồi. Đấy, gốc từ gốc đến ngọn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cấp lá. Kinh điển chưa? Một cái cây này nó còn khỏe đến nỗi nó đẻ con ở giữa thân nữa cả nhà nhá. Siêu kinh điển, cáo Lai Châu. Đó này thì khá nhiều tiền. Mọi người có thể là vừa gọi là thưởng lãm, vừa tham khảo cả nhà nhá. Những bác nào là ấy thì alo, em sẽ cho mọi người tham khảo, không nói lên đây nhiều khi nên mọi người kêu đắt hay rẻ mới lắm. Hình số 39, năm canh trắng như ngọc cộng hoàng thảo tam bảo sắc 200.000. Hình số 39 200.000 nhé cả nhà nhé. Tuyệt vời, dần thuần. Đuôi gà tròn 205.000, hình số 32 205.000, hình số 32 250.000. Cái giò này nó bị xuống lá này. Gà dẹp, hình số 35, 200.000, số 35, 200.000, gà dẹp nhé cả nhà nhé, dần thuần. Gà tròn Lai Châu, hình số 33, 205.000, gà tròn Lai Châu, tuyệt vời. Những cái giò này thì chú mọi người cứ thế là cho lên vườn treo thôi cả nhà nhé, không phải sửa sang, không phải gì nữa cả, chậu đẹp,
móc đẹp, tất cả đều ngon rồi. Hình số 34, gà tròn Lai Châu 250.000, hình số 34 250.000 gà tròn Lai Châu. Đây, bây giờ tôi đầu tiên cầm buông cái này, buông cái thằng kiếm này. Mọi người có biết, bác nào biết kiếm loại này, kiếm là hoa như này gọi là kiếm gì không? Em thì không rõ kiếm lắm, nhưng mà thấy bảo là kiếm kiếm tiên vũ à. Đấy, em có một rể lá thì to đẹp kinh điển luôn. Về cái chậu này, về mà mọi người cho vào chậu sứ xanh cao, chỉnh trang lại lá hoa thì đấy, hoa này dài hàng mét nhá. Đấy, năm nay được một bông, năm sau thì thôi rồi cả nhà nhá. Kiếm hình số 37 450.000, hình số 37 450.000. Siêu phẩm nguyên bản 5 canh trắng nghi ngọc. Tuyệt vời. 5 canh trắng nghi ngọc nhá, nguyên bản. Đây, về cứ thế đặt cả cái vỏ cây này vào trong ấy cho em nhá. Hình số 46, hình số 46. Siêu phẩm 500.000, hình số 46, 5 canh trắng nghi ngọc nhá cả nhà nhá. Kinh điển luôn. Đấy. Bác nào mà chơi được có điều kiện mua hai cái dề này về trấn vườn này. Hai dề nhá, dề này to hơn dề kia một tí. 550.000. Hình 500.000 à? 550.000. Hình số 47, hình số 47 550.000. Năm cây trắng nghi ngọc. Duy nhất một dề này to nhất, mà cái dề kia thì ngang ngang với dề này. Dề này thì đắt hơn 50.000, nhưng dề kia thì hai cái dề đều là mọi người có thể là mua cùng với nhau thành một anh em sinh đôi như cả nhà nhá. Cái này người ta gọi bạch ngọc này. Hình số 38 200.000, hình số 38 chợ này 200.000. Dân thì bảo là bạch ngọc, nhưng mà em nhìn cây thì đúng, có một lần em cũng nhìn thấy cái dạng cây như này nó ra hoa đúng như bạch ngọc, nhưng mà không biết được. Nó cứ 200.000 cái này. Siêu kinh điển. Đẹp không tì vết. Đẹp từ gốc đến ngọn, đẹp từ gốc lũa đến cây như cả nhà nha. Thân mập ú bằng cái ngón tay cái như cả nhà nha. Gà tròn Lai Châu, biếu xếp, làm giò trấn vườn, đi hội, đi triển lãm, tất cả đều được nhá. Gà tròn Lai Châu. Hai nữa có mọi người có thể đi thi luôn, là xem là nó thuần bao nhiêu năm, vẫn có khi là đoạt giải nha, nó quá lâu năm. Tất cả cái cục gỗ như thế này là dễ nó bao quanh, bao phủ hết tất cả rồi. Bao nhiêu lâu nay của dân thuần nhá. Siêu phẩm cho anh một kiểu. Bấm rồi này. Đó. Đấy. Hình số bao nhiêu này? 48. Hình số 48. 2 triệu. Hình số 48 2 triệu nha cả nhà nhá. Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Hình số 3 250.000, hình số 3 250.000 Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Cái giòn này đọc không? Hết chưa? Hết rồi. Thôi, em cảm ơn cả nhà. Hôm nay video hôm nay hơi dài dài. Rất mong là mọi người xem là thật kỹ nhá. Em xin chào cả nhà.